Cựu huấn luyện viên Manchester City dự đoán Arsenal vô địch. Arsenal bước vào kỳ nghỉ quốc tế với 8 điểm nhiều hơn đội xếp thứ hai là Manchester City khi đã đá nhiều hơn một trận. Stuart Pearce ấn tượng với những gì thầy trò huấn luyện viên Mikel Arteta đã thể hiện và không quên ca ngợi tài năng của ngôi sao người Anh Bukayo Saka. Cựu cầu thủ, huấn luyện viên của Man City, Stuart Pearce nhận định: "Tôi đã được hỏi trước World Cup rằng đội nào sẽ giành chức vô địch và tôi đã nói rằng là Arsenal. Tôi vẫn trung thành với điều đó cho đến bây giờ. Họ đã mất Gabriel Jesus và mọi người nghĩ rằng sẽ có vấn đề, nhưng họ vẫn hoàn thành mọi thứ một cách suôn sẻ. Sẽ có trận đấu lớn khi họ gặp Man City, đó là trận đấu rất quan trọng cho cuộc đua vô địch. Cuối tuần này, Arsenal sẽ có một trận đấu nhẹ nhàng và Manchester City gặp Liverpool. Vì vậy đó là một ngày cuối tuần then chốt, thật tuyệt vời khi xem họ đối đầu. Với Saka, Arsenal đang có cầu thủ của mùa giải, tôi nghĩ cậu ấy thật tuyệt vời. Người hâm mộ Man City sẽ nói rằng là Erling Haaland, nhưng tôi nghĩ Saka là lý do chính khiến cho Arsenal đứng đầu bảng xếp hạng Premier League." Arsenal chốt con số hơn 50 triệu để đánh bại Man United. Arsenal có thể đang tìm kiếm một tiền đạo mới vào mùa hè năm nay. Sau khi chấn thương của Gabriel Jesus khiến họ đau đầu, đã có rất nhiều tiền đạo được liên hệ với khả năng chuyển đến sân Emirates vào mùa hè và giờ tuyển thủ Đan Mạch Rasmus Højlund của Atalanta cũng có thể được thêm vào danh sách. Cầu thủ 20 tuổi đã ký hợp đồng với Atalanta vào mùa hè từ Sturm Graz trong một thỏa thuận trị giá khoảng 17 triệu euro. Cựu cầu thủ trẻ Copenhagen đang tỏa sáng vào thời điểm hiện tại. Sau khi ghi 9 bàn sau 18 trận cho Sturm Graz, Højlund tiếp tục bỏ túi 7 pha lập công ở Atalanta sau 23 trận ở Serie A. Anh đã thể hiện khả năng của mình hơn nữa bằng cách ghi 5 bàn thắng sau 2 trận đấu cho Đan Mạch khi họ đánh bại Phần Lan 3-1 và thua 2-3 trước Kazakhstan. Manchester United muốn chiêu mộ chân sút trẻ này và Arsenal sẽ quyết tâm móc hầu bao để hoàn tất thương vụ. Calcio Mercato của Ý tiết lộ rằng Arsenal sẽ trả hơn 50 triệu euro cho Højlund vào mùa hè. Nguồn tin chia sẻ thêm, nếu Arsenal đưa ra lời đề nghị thì chủ tịch của Atalanta, Antonio Percassi sẽ không thể từ chối. Wilshere tiến cử bom tấn hoàn hảo cho Arsenal. Theo quan điểm đến từ Jack Wilshere, Declan Rice sẽ có cơ hội phát triển bản thân mạnh mẽ hơn nếu quyết định gia nhập Arsenal. Trao đổi với hãng tin PA, cựu cầu thủ của Arsenal nhận định, dẫn lời bởi Metro: "Declan Rice là một tiền vệ có thể làm bất cứ điều gì trên sân. Bất kỳ người hâm mộ nào đều muốn Declan gia nhập đội bóng của mình. Từ quan điểm ích kỷ của mình, tôi nghĩ cậu ấy sẽ rất tuyệt vời dưới sự giám sát của Mikel Arteta. Mikel sẽ phát triển cậu ấy, khai thác được nhiều tiềm năng từ Declan hơn và cậu ấy cũng sẽ là một nhân tố quan trọng cho đội bóng. Tôi đã nói chuyện với Declan, tôi nói rằng những gì cậu ấy đang thực hiện thật không thể tin được. Cậu ấy là đội trưởng của một câu lạc bộ lớn ở Premier League và luôn luôn học hỏi. Bạn phải tôn trọng West Ham, đó là câu lạc bộ của Declan. Nhưng tương lai của Declan lại nằm trong tay của cậu ấy. Tôi đang nóng lòng muốn thấy bến đỗ mới của Declan. Tôi hy vọng đó là Arsenal, đó sẽ là một bản hợp đồng lớn và hoàn hảo." Saliba tạo cơ hội cho người thừa của Arsenal hóa người hùng. Dính chấn thương trong trận gặp Sporting Lisbon ở Europa League, dù không nghiêm trọng như trường hợp của Takehiro Tomiyasu, William Saliba vẫn được chuẩn đoán sẽ vắng mặt trong 2 tuần. Thay thế trung vệ người Pháp, huấn luyện viên Mikel Arteta đã quyết định trao cơ hội cho Rob Holding. Ngay trong trận đấu đầu tiên thế chỗ Saliba, Holding đã tỏa sáng với một màn trình diễn ấn tượng và giúp Arsenal giữ sạch lưới trước Crystal Palace. Theo quan điểm đến từ Pete Oroke, trung vệ người Anh thực sự đang đứng trước cơ hội trở thành người hùng của pháo thủ. Trao đổi với Give Me Sport, ký giả người Anh chia sẻ: "Đối với Holding, đây là cơ hội để cậu ấy ra sân và đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đua vô địch. Điều này sẽ giúp cậu ấy trở thành người hùng thực sự với người hâm mộ của Arsenal. Đó là lý do tại sao bạn cần một đội hình có chiều sâu nếu bạn đang cạnh tranh cho các danh hiệu. Bạn cần các cầu thủ khác xuất hiện và sẵn sàng thay thế cho bất kỳ ai dính chấn thương hoặc bị cấm thi đấu, và đó là trường hợp của Holding." Kenny Dalglish đưa ra lời khuyên cho sao Arsenal. Từng có quãng thời gian trong mơ với Arsenal, thế nhưng tương lai của Kieran Tierney bị đặt dấu hỏi lớn vào lúc này. Việc Oleksandr Zinchenko cập bến sân Emirates vào mùa hè năm ngoái tạo ra cuộc cạnh tranh gay gắt với Tierney ở vai trò hậu vệ trái. Thời điểm hiện tại, Zinchenko khẳng định chỗ đứng vững chắc trong màu áo của Arsenal, đồng thời đẩy Tierney lên băng ghế dự bị. Mùa giải năm nay, hậu vệ cánh người Scotland có vỏn vẹn 4 lần đá chính trong tổng số 28 trận tại Premier League. Chia sẻ với báo chí, huyền thoại Sir Kenny Dalglish nhận định Tierney cần chiến đấu để lấy lại vị trí thi đấu chính thức. Phát biểu trên The Sunday Post, Dalglish đưa ra quan điểm:
Thời gian đầu, Kieran vắng mặt bởi chấn thương. Người thay thế đã có màn trình diễn xuất sắc. Mikel Arteta mong muốn đội nhà chơi tương tự Man City. Đó là lý do Arsenal chiêu mộ Zinchenko. Pháo thủ có kế hoạch sử dụng hậu vệ biên thi đấu bó vào trong thay vì chạy cánh thuần túy. Zinchenko chơi tương tự ở Man City. Cậu ấy quen thuộc với ý tưởng của Arteta, còn Kieran thì không như thế. Điều đó không đồng nghĩa với Kieran thụt lùi. Vấn đề là cầu thủ thay thế chơi tốt hơn cậu ấy một chút. Kieran chứng minh bản thân đủ khả năng thi đấu ở nhiều vị trí khác nhau trong màu áo của Scotland. Giờ đây, cậu ta cần phô diễn điều đó ở câu lạc bộ. Sự lột xác của Odegaard khiến Real tiếc nuối. Martin Odegaard từng gây chú ý khi gia nhập Real Madrid vào lúc 16 tuổi vào năm 2015. Nhưng vụ chuyển nhượng đó là một thách thức dành cho Odegaard. Ngôi sao Na Uy không thể tìm được chỗ đứng và phải thường xuyên phải đi du học. Sau thời gian cho mượn ở Tây Ban Nha và Hà Lan, Odegaard gia nhập Arsenal theo dạng cho mượn 6 tháng. Kết quả là sự nghiệp của anh đã thay đổi hoàn toàn. Mikel Arteta đã chọn ký hợp đồng vĩnh viễn với Odegaard vào năm 2022, trước khi phong anh làm đội trưởng vào năm 2023. Mùa giải này, tiền vệ Arsenal đang là nhân vật quan trọng của câu lạc bộ. Màn trình diễn ấn tượng của Odegaard dưới thời Arteta đã đặt ra câu hỏi về những gì có thể xảy ra ở Madrid khi chương trình phát thanh Carousel Deportivo thuộc Tây Ban Nha thảo luận về sự thăng tiến của ngôi sao người Na Uy. Theo đó, Antonio Romero nói rằng với sự thăng tiến của mình, Odegaard vào năm 2023 chắc chắn giành suất đá chính tại Real. Đã không có đủ kiên nhẫn dành cho Odegaard. Cậu ấy là đội trưởng của Na Uy năm 21 tuổi và của Arsenal vào 23 tuổi. Real Madrid đã không đủ kiên nhẫn với Odegaard như họ đã làm với những người khác. Van Persie có phát biểu khiến cổ động viên Arsenal mừng ra mặt. Người hâm mộ Arsenal hẳn sẽ rất vui trước những dự đoán của Robin Van Persie về đội bóng có khả năng vô địch Premier League mùa này. Theo đó chia sẻ với Sky Sports, Van Persie cho biết: "Nếu bạn nhìn vào khoảng thời gian này thì mọi điểm số đều quý giá. Họ đã có một vài trận đấu khó khăn và giành được 3 điểm. Đó là điều tạo nên một nhà vô địch. Họ đã và đang chứng minh điều đó. Nhưng đoạn nước rút luôn là khó khăn. Nhưng cảm giác cá nhân của tôi là họ sẽ cố gắng, họ sẽ làm được và vô địch giải đấu. Đã lâu rồi Arsenal mới có thể vô địch Premier League. Vì vậy tôi sẽ rất vui nếu họ giành được danh hiệu này. Trước khi Premier League tạm dừng để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia thi đấu, Arsenal đang dẫn đầu bảng với cách biệt lên tới 8 điểm so với Manchester City. Tuy nhiên thầy trò Pep Guardiola chơi kém hơn một trận. Vào lúc này, Arsenal đã bị loại khỏi mọi đấu trường cúp và họ chỉ tập trung vào mặt trận Premier League.